Xin chào anh em nha. Hôm nay team Cảnh Cường Lèo chia sẻ anh em là mình sẽ ghép chiếc chì lửa sinh sản nha. Mình lên mấy cái clip này giao lưu cho anh em cho vui. Tại vì làm kênh YouTube thì phải có nội dung rồi. Cho nên là mình đăng tùm lum tùm la nha. Anh em có gì thông cảm nha. Anh em yêu thích thì cho mình một like, một tim nha. Đây là một em lửa đây. Mình sẽ quay kỹ hai em cho anh em xem nha. Đây là con lửa đuôi 20 tôm lùa nè. Đậu xà cổ thắt cánh nhà tre nha. Con này chim gen bông nhân ba, nó là chim thi rồi. Chim thi có giải luôn á. Nó ra mổ đẹp lắm. Đây chim đẹp, anh em thấy không? Đây là em mái. Mình thì mình không rành gì lửa lắm, nhưng mà mình mua ông kia là ông ghép con này với con nuôi 27 cơ chim độc thái nhập thiết cho, nhưng mà mình không có rành, mình không biết, nên là mình không dám nói chuẩn nha anh em. Đây, con này màu nó đỏ đi, đỏ hai con này nó còn đét rồi, cho nên là mình sẽ dự định của mình là mình sẽ ghép sinh sản nha. Đây mình sẽ cho vào trong cái AV như thế này, anh em cùng xem AV của mình nha. Đây lửa thì AV như thế này thì ghép ok là anh em. Đối với dòng chì lửa thì mình thấy nếu mà đã chịu nhau thì ghép sinh sản nó dễ lắm. Và một năm nó đẻ cũng khá nhiều, và một lứa từ 4 tới 5 con, 3 con đổ lên thì nó cũng đem lại cái thu nhập là cũng khá ổn định. Thì đối với lửa thì mình cứ cho ăn uống rồi kèm thêm sâu rồi dế là nhiều vô xí là nó đẻ là ok lắm, nó dễ đẻ. Lửa là ghép sinh sản dễ nha anh em. Anh em nào mà có nhu cầu về mùa sau mà muốn đặt lửa non thì kết nối với mình nha. Đây lửa đi, anh em nhìn chim là biết nó đẹp rồi, thấy không? Đấy, chim tướng quá đẹp luôn, bố gen bông nha. Đây đây lên clip cho vui rồi, anh em mà có ưng lửa thì mùa sau thì mùa này mình ghép xong rồi nó sinh sản, anh em cứ hú thì kết nối với mình. Mình cũng chơi chim cho nên mình lựa những con đẹp mình mới ghép cho anh em. Cảm ơn anh em nào mà ủng hộ thì cho mình xin một đăng ký nha.